Ôi, Này, anh đi à? người anh em, là tôi đây. Tôi quay lại rồi. Yeah man. Ai, thật vui khi được gặp lại anh em. Mình đang ở một căn phòng mới. Ở đây là một cái tầng nói chung là kho của nhà anh trai mình. Và dọn như một chút là có cái chỗ để ở ngay. Đây, nó như này thôi. Sẽ có ánh sáng vào ban ngày. Lúc 7 giờ sẽ có ánh nắng vào và chúng ta phải dậy đi làm. Rồi. Trong cái ngày giãn cách ấy, thì mình có làm một điều. Nó là một cái thời khóa biểu cho những ngày bình thường khi mà dịch qua đi. Và nó như này. Chung là mình muốn thông báo cho anh em thôi. Nó kiểu như này. Mình sẽ dán ở đây hàng ngày. Và cái anh em đang được xem ấy, nó là Xế Daily Vlog. Mà mình mới nghĩ là một cái tên thế ấy. Thì nó sẽ được phát sóng vào 8:30 tối thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Đó, hàng tuần nhé, hàng ngày 8:30 tối thứ 2 thứ 6 là chúng ta sẽ làm những cái nội dung về tài xế chạy Grab hay chạy ngoài hay là làm shipper hoặc là đi giao bưu cục cái gì đó. Nói chung tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Nói chung là từ thứ 2 đến thứ 6 mình sẽ làm tài xế. Còn hai ngày thứ 7 và chủ nhật ấy thì chúng ta sẽ một là lên phố, hai là chúng ta sẽ đi chơi đâu đó. Đấy, mình sẽ rất cố gắng khi để mà làm nó kịp tiến độ. Tức là ngày nào mình cũng có ra video cho anh em. Sáng đi làm và chiều edit. Nó thật là nhanh, đơn giản nhất có thể, đúng không nào? Trước đây ấy, mình edit thì có thể mất một ngày. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gói gọn thôi. Gói gọn là nó tầm 3-4 tiếng. Đấy, cho nên là chất lượng video có thể có những thứ nó sai sót. Thì mong anh em đừng thứ. Đó. Nhưng mà tin vui là ngày nào chúng ta cũng có video để xem. Và một điều nữa ấy, một điều nữa là hôm nay là 22/9. Hôm nay là sinh nhật mình. Happy birthday to me. Scream. Thật ra ấy, nếu mà mình không thông báo ấy thì cũng không ai biết cả. Tại vì Facebook mình khóa rồi, Zalo thứ mình cũng khóa. Ít người nhớ đến những cái sinh nhật của mình. Mà tại vì sao? Tại vì mình cũng không nhớ sinh nhật ai cả. Nó có qua có lại nó kiểu vậy. Mình thì định nghĩa ngày tháng thì mình cũng không nhớ lắm. Không để trong đầu. Thì sao nhỉ? Năm nay 24 tuổi rồi. Năm nay mình 24 tuổi rồi. Tuyệt vời. Còn nhiều thứ để làm quá anh em ạ. 24 tuổi rồi. Mình cũng không biết là mình có thể thực hiện được hết tất cả các ngày Xế Daily Vlog hay không. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Nhớ lại ngày xưa ấy, thì mình vào cái lúc khó khăn nhất ấy, có nhiều anh em sẽ xem được cái video mà mình nói trước máy quay này. Thật ra cái video ấy mình quay bằng iPhone 5. Và mình bảo là mình sẽ mua con R15 V3 ấy. Là mình có một kế hoạch mua R15 V3 trong 3 tháng 15 ngày ấy. Điện thoại thì dùng iPhone 6. Xe thì Segway. Và từ trước đến giờ mình đếch muốn gì cả. 21 năm trôi qua. Thực ra cái mà cứu mình lúc đấy ấy, nó chỉ là một tờ giấy thôi anh em ạ. Một cái tờ giấy được ghi là thời khóa biểu, lịch đi làm hàng ngày. Thì cái đấy thực sự là nó thay đổi con người mình. Sau này mình mới biết ấy, cái đấy nó gọi là kỷ luật anh em ạ. Tức là cứ đúng 5 giờ mày phải dậy, hoặc là 5:30 mày phải dậy. Và mày phải chạy đủ 3 ngày tiền. Rồi mày phải quay về. Không làm bất cứ một cái gì khác. Không on Facebook hay không làm một cái gì khác. Rồi ok, hôm nay thì mình muốn thông báo với anh em như thế thôi. Để anh em chuẩn bị tinh thần để cày view lại cho mình. Nói chung là mình cũng biết là kênh của mình đang mất tương tác. Và sẽ rất ít view. Và nhưng mà không sao.
Trước đây thì mình có làm kênh từ số 0 mà, đúng không nào? Từ số 0 luôn, từ khi còn mấy trăm view một. Thì mình không sợ lắm, tại vì mình nghĩ là những cái nội dung tích cực ấy, hoặc là những nội dung hay ấy, nó luôn luôn được lan tỏa đến mọi người. Thì làm lại thôi. Ngày xưa thì không lượt đăng ký mình còn làm được. Thì bây giờ đang có 100.000 người đăng ký vào, thì mình cũng không sợ mất tương tác làm mấy. Thế thôi. Hẹn gặp lại anh em ở 8:30 ngày mai, Serenity Vlog tập đầu tiên nhá. Ok, chào anh em và hẹn gặp lại anh em.